Kính thưa các sĩ tử 2K5, thời điểm hiện tại có lẽ là anh em đã tìm được cho mình cái bến đỗ trong khoảng độ 4 năm sắp tới rồi đúng không nào? Và cũng là lúc mà anh em đổ xô đi tìm cho mình một chiếc laptop để phục vụ nhu cầu học tập. Mà nếu trong đó chúng ta lại có cả nhu cầu để chơi game, mà nếu trong đó chúng ta lại có cả nhu cầu để làm đồ họa, thì mình chia sẻ thật đấy là đây, Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 phiên bản 2022. Đó là cái chia sẻ của mình đấy. Bởi vì sao? Tại cái thời điểm mà hàng loạt những mẫu Ultrabook trên thị trường đang sử dụng CPU dòng U với cả dòng G, màn hình thì Full HD 45% NTSC, thì tự nhiên cái ông Lenovo để ở đâu ông mới lòi ra, ông cho chúng ta một con CPU dòng HS hiệu năng cao, có cả card đồ họa rồi, RTX 3050 luôn, và có cả cho chúng ta là màn hình 2.5K IPS, 100% sRGB và tần số quét lên tới là 120Hz. Nó hơn cả laptop của mình nữa cơ. Thế thì ai mà chả mê, đúng không anh em? Mình cũng mê. Mình cũng là một trong những người đầu tiên tiên phong lựa chọn những chiếc Lenovo IdeaPad 5 Pro 16, tranh giành nhau để mua luôn. Và mình là người đầu tiên lựa chọn, một những người đầu tiên lựa chọn phiên bản 2021 ngay từ cái thời điểm mà IdeaPad 5 Pro 16 lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Và tới thời điểm hiện tại, hàng ngày mình vẫn làm ảnh, mình vẫn thiết kế ảnh, mình vẫn sell video, mình vẫn PUBG với bạn, vẫn Discord hàng ngày, và thậm chí là mang ra cà phê, cà pháo, thứ pin vẫn trâu, cày video edit 4K vẫn ngon. Thế thì một câu hỏi đặt ra ở đây là thời điểm hiện tại thì các bạn sĩ tử 2K5 có nên lựa chọn mua một phiên bản 2022 với cấu hình mạnh mẽ hơn, nhiều sự cải tiến hơn và mức giá thì vẫn rất là mềm trong thời điểm hiện tại hay không? Thì hãy cùng Laptop World đi nhìn sâu hơn vào vấn đề và phân tích chi tiết hơn nhé. Đầu tiên, chúng ta đi tìm một chiếc laptop là để làm gì? Là để tìm kiếm một cái sự cân bằng đủ những cái nhu cầu chúng ta trong chiếc laptop đó không nào? Thế thì cái sự cân bằng ở đây tức là gì? Tức là so với cả một số tiền mà chúng ta bỏ ra so với cả những con laptop khác ấy, thì cái con laptop này nó cho chúng ta những cái ưu điểm đáp ứng thỏa mãn được cái nhu cầu của chúng ta so với cả những cái nhược điểm mà nó mang lại. Nói thì khá là trừu tượng như thế, mình sẽ đi phân tích kỹ hơn một chút. Thì cụ thể là sau khoảng độ hơn 2 năm mình sử dụng cái dòng IdeaPad 5 Pro 16 này, tới thời điểm hiện tại là mình vẫn rất cảm thấy đây là một trong những dòng laptop cực kỳ là cân bằng. Chúng ta có gì? Chúng ta có một chiếc màn hình kích thước lớn lên tới là 16 inch, tấm nền IPS và độ phân giải lên tới là 2.5K, 2560x1600 là rất sắc nét anh em ạ, 16 inch. Thì thường những chiếc laptop 16 inch như thế trọng lượng sẽ phải rất là nặng đúng không? Nhưng mà chiếc máy này 1.95kg. Đó, vừa lớn nhưng mà lại vừa không quá nặng, là một cái điểm của sự cân bằng. Tiếp theo nữa, chúng ta có một combo cấu hình là khá mạnh, Ryzen 5 6600HS hoặc Ryzen 7 6800HS. Chúng ta có card đồ họa rồi, RTX 3050. Nhưng mà mức giá của nó lại nằm trong cái tầm mà nó rất là hợp lý anh em ạ, từ 21 cho tới khoảng 24 triệu đồng. Đó, cũng là một cái thứ mà nói đến sự cân bằng, đúng không nào? Thì hãy cùng đi nói chi tiết hơn về cái chiếc laptop này. Cái thứ mà khiến cho rất nhiều người dùng lựa chọn IdeaPad 5 Pro 16 ấy, nó không phải là đến từ thiết kế, nó không phải là đến từ cấu hình đầu tiên đâu. Nếu như mà đến từ cấu hình trong tầm giá, chúng ta có thể lựa chọn laptop gaming ngay. Nhưng mà cái thứ laptop gaming không có trong tầm giá này, đó chính là màn hình. Chúng ta có một chiếc màn hình kích thước 16 inch, nó lớn anh em ạ, và tỷ lệ 16:10, nó phù hợp cho anh em content creator. Nó có tấm nền IPS chống lóa, nó có cho chúng ta cái độ phân giải 2.5K là sắc nét. Thì lúc này anh em sử dụng không những là vào những tác vụ văn phòng, chúng ta sử dụng để làm đồ họa, chúng ta sử dụng để thiết kế những em design, hoặc là anh em photographer, anh em sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh, hoặc là anh em editor, anh em sử dụng để edit video, kéo màu trên này thì nó sướng cực kỳ luôn. Bởi vì phủ màu đạt lên tới là 100% sRGB. Hay kể cả anh em sử dụng để chơi game trên này thì cũng được. Cái điều mà laptop gaming có thì con này nó cũng có, đấy chính là tần số quét cao 120Hz. Thì cái màn hình này sẽ là cái thứ mà xuất sắc đầu tiên chúng ta cần phải kể đến. Cái thứ hai nữa đấy chính là laptop gaming trong tầm giá này khá khó để thể tìm được, đấy chính là build full hợp kim nhôm anh em ạ. Cứng, chắc và đầm. Nó cải thiện về cái chất lượng build hơn so với cả phiên bản 2021 là khá nhiều. Cảm giác cầm lên đây nó liền mạch, nó cứng chắc và nó hạn chế cái sự ọp ẹp hơn rất là nhiều. Đủ để cho các bạn có thể mang đi ra bên ngoài đi học, đi ra cà phê, đút vào trong ba lô hay là đút vào trong túi sách, tự tin hơn. Hạn chế cái hiện tượng va đập, hạn chế cái sự va đập gây hỏng hóc không đáng có. Chiếc laptop này nó mang lại cái độ bảo vệ, nó là cứng chắc hơn. Và nhắc tới cái nhu cầu sử dụng ở bên ngoài, sử dụng không sạc ấy, thì chúng ta cũng cần phải kể đến một viên pin trâu đúng không nào. 4 cell và 75Wh là đủ cho một chiếc laptop. Nó cân bằng giữa cái dung lượng trâu và trọng lượng là hợp lý. Nếu chúng ta đẩy lên cố cao hơn khoảng 95W, 96W thì lúc này trọng lượng của máy phần nào đó nó sẽ phải là đẩy lên cao hơn nữa.
Đấy thì cái chiếc máy này nó cân bằng được lại cái điều đó. Nó vừa cho chúng ta viên pin đủ trâu, nó lại vừa cho chúng ta cái trọng lượng nó trong cái tầm hợp lý. Và tiếp theo, cái điểm mà tiếp theo chúng ta mới cần nói đến nữa đấy chính là về cấu hình. Về combo cấu hình trong tầm giá này thì rõ ràng nó rất ngon. Đây em nói sử dụng combo cấu hình từ AMD. Một phiên bản rẻ hơn thì sẽ được sử dụng AMD Ryzen 5 6600HS với 6x12 luồng. Phiên bản cao cấp hơn chúng ta sẽ được sử dụng CPU AMD Ryzen 7 6800HS với 8x16 luồng. Về cái ưu điểm của CPU AMD thì từ trước đến nay chúng ta đã biết rồi. Thứ nhất là giá thành rẻ. Thứ hai là điện năng thì ăn ít, tiết kiệm điện hơn. Thứ ba là nhiệt độ mát mẻ hơn. Và thứ tư là hiệu năng thì vẫn đảm bảo chúng ta cái độ mạnh mẽ. Đúng nào, rất là mạnh mẽ. Và hơn nữa là CPU dòng HS này, nó ăn ít điện hơn CPU dòng H là khá nhiều, mà vẫn đảm bảo cái mức hiệu năng để chúng ta có thể sử dụng tốt vào rất nhiều tác vụ. Từ anh em đồ họa, anh em kỹ thuật, anh em gaming hay là văn phòng, tha hồ, thoải mái anh em nhá. Đây là về CPU. RAM của máy thì trên phiên bản, trên cả hai phiên bản này đều được lắp đặt là RAM 16GB LPDDR5 băng thông từ 6400MHz rồi. Băng thông 6400MHz anh em ạ, không phải dạng vừa, RAM 16GB. SSD thì là 512, tha hồ lưu trữ dữ liệu, nâng cấp được SSD. Các đồ họa RTX 3050. Mình thì mình vẫn hàng ngày mình vẫn PUBG với anh em, mình vẫn Discord với anh em. Và về hiệu năng của nó, chúng ta có thể tha hồ chơi PUBG ở mức setting medium trên màn hình 2K anh em ạ. Setting medium màn hình 2K đảm bảo mức FPS dao động trong khoảng độ sấp xỉ 100 là rất đủ mượt mà. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái điểm của iPad 5 Pro 16 nữa mà mình cho là cân bằng, ví dụ như là bàn phím gõ ngon, sâu anh em nhá, hành phím sâu, có đèn nền, layout full size, khung bàn phím cứng và chắc chắn full nhôm, gõ cực kỳ đầm luôn. Trackpad kích thước lớn, tracking siêu mượt. Cổng kết nối tốc độ cao, nhiều và đầy đủ, hai cổng USB Type-A 3.2 Gen 1, có cả cổng Orion để có thể sạc ra các thiết bị khác ngay khi laptop đang tắt, có cả khe cắm thẻ SD card full size, hay là có cả HDMI, rồi là cổng nguồn công suất lớn 120W, rồi là cổng USB Type-C, có cả DisplayPort, rồi là jack audio 1.5 combo. Nói chung là nó đủ hết tất cả những cái ưu điểm mà một chiếc laptop cần có, thì đây, trên chiếc laptop này cũng sẽ là có cho anh em. Với những em mà đang cần tìm một chiếc máy mà có những cái nhu cầu như mà mình vừa kể trên ấy, màn hình sắc nét này, trọng lượng thì là vừa phải này, trên cái cấu hình hiệu năng là phải ngon, giá thành hợp lý đó, và rất nhiều ưu điểm khác nữa, thì đừng bỏ qua chiếc laptop này. Mình chia sẻ thật đấy, mình đã dùng và tới thời điểm hiện tại mình vẫn dùng và mình chưa hề cảm thấy hối hận. Thế thì anh em nên trải nghiệm qua để biết xem là nó ngon ở chỗ nào chứ, đúng nào anh em. Đấy. Vậy thì nếu như mà em quan tâm chi tiết về những chiếc iPad 5 Pro 16 phiên bản 2022 này tại Laptop World thì mình sẽ để link bên dưới mô tả video này cho anh em tham khảo nhá. Hiện tại Laptop World đang có chương trình sale mừng sinh nhật 14 tuổi đấy. Thời gian diễn ra thì khá là ngắn thôi, anh em quan tâm thì đường link bên dưới phần mô tả, anh em có thể click vào theo dõi chi tiết nhất anh em nhá. Còn bây giờ đừng quên cho Laptop World một like, một sub cũng như nhấn nút chuông không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.